xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về loài cừu. Cừu là một loài động vật có vú thuộc họ châu bò. Đây là một trong những loài gia súc được con người thuần hóa sớm nhất để lấy lông, thịt, sữa, mỡ và da. Dạ. Đàn cừu trên thế giới hiện nay là trên một tỷ con. Hình dáng, cừu có thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng 60 đến 100 cm, nặng từ 25 đến 100 kg. Cừu có bộ lông dày, có thể dài tới 30 cm. Màu lông của cừu rất đa dạng, có thể là trắng, đen nâu, xám hoặc có nhiều màu sắc khác nhau. Đặc điểm sinh học Cừu là loài động vật ăn cỏ, ăn lá, cỏ và các loại thực vật khác. Cừu là loài động vật có vú có vú, có nghĩa là chúng sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. Cừu thường sinh một con, đôi khi là hai con. Phân loại Có rất nhiều giống cừu khác nhau trên thế giới, nhưng có thể phân loại cừu theo mục đích sử dụng như sau. Cừu lấy lông, giống cừu này có bộ lông dày và dài, được sử dụng để sản xuất len cừu lấy lông cừu lấy thịt giống cừu này có thân hình to lớn được sử dụng để lấy thịt cừu lấy thịt cừu lấy sữa giống cừu này cho nhiều sữa được sử dụng để sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa cừu lấy sữa tình trạng bảo tồn cừu là loài động vật không bị đe dọa tuyệt chủng tuy nhiên một số giống cừu quý hiếm đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt trộm ý nghĩa của cừu đối với con người cừu có vai trò quan trọng đối với con người về mặt kinh tế văn hóa và tôn giáo cừu là nguồn cung cấp thực phẩm quần áo và nguyên liệu thô quan trọng cừu cũng là một biểu tượng của sự an lành và thuần khiết trong nhiều nền văn hóa